Có hàm lượng protein và lipid cao, nếu người viêm gan ăn nhiều thịt dê sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, khiến gan không thể hoàn thành nhiệm vụ trao đổi chất cũng như đào thải các chất độc. Các hoạt chất trong gừng có thể làm hoại tử tế bào gan và dẫn tới chứng gan nặng bị bất bình thường, làm cho bệnh viêm gan trở nên xấu đi. Chất volatin trong tỏi làm giảm số lượng hồng cầu và huyết sắc tố trong máu, có thể dẫn tới thiếu máu nên bất lợi với người viêm gan. Trong lá trà có khá nhiều hợp chất của tannin, có tác dụng làm giảm nhu động của ruột để gây bí đại tiện, làm tăng tích lũy chất độc ở gan, không có lợi cho người viêm gan. Tiêu có tác dụng tả khí, trợ hỏa, rất có hại cho người viêm gan cấp, mãn tính và xơ gan. Do hàm lượng cholesterol trong tôm cao, người bị viêm gan không nên ăn. Măng, hành, hẹ là những thực phẩm có nhiều xơ, dai, dạ dày khó tiêu hóa và chuyển hóa ở gan. Nếu ăn nhiều chất xơ và khó tiêu sẽ không có lợi. Thưa quý vị, bệnh viêm gan siêu vi được điều trị rất khả quan nếu như chúng ta phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, bệnh viêm gan siêu vi thì không hề có triệu chứng hoặc là triệu chứng rất ít. Đây là một điều vô cùng bất lợi cho người bệnh. Hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thêm những hiểu biết về bệnh viêm gan siêu vi để có thể đề phòng, phát hiện bệnh sớm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, phát sóng vào lúc 20:40, Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng. Mời quý vị đón theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.